Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ đưa các em đi tham quan một số địa điểm của một thành phố lớn. Các em hãy cùng cô tham quan những nơi đó và đoán xem thành phố mà cô muốn nói đến là thành phố nào nha. Đây là địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ ghé thăm. Đây là một ngôi chợ rất nổi tiếng. Trong nước chúng ta rất nhiều khách du lịch trong nước và khách du lịch nước ngoài đến đây mua sắm những sản phẩm ở đây. Các em có biết ngôi chợ này có tên là chợ gì không? À, rất nhiều các bạn nhỏ đã phát hiện ra, đó chính là chợ Bến Thành. Kế tiếp chúng ta tham quan một địa điểm rất là gần với chúng ta, nằm ở quận 4. Ít nhiều các em đã được các thầy cô và cha mẹ dẫn đến đây tham quan, chụp hình. Và rất nhiều các bạn đã phát hiện ra điểm này có tên là Bến Nhà Rồng, hay còn gọi là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiếp tục, các em cùng cô tham quan một địa điểm ở quận 1. Đây là một nhà thờ được xây dựng từ rất lâu đời. Nói đến nhà thờ này, ai ai trong cả nước đều biết đến. Nhà thờ này có tên là Nhà thờ Đức Bà. Và địa điểm cuối cùng mà cô muốn nói đến là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở trung tâm của thành phố ở quận 1. Nói đến đây thì các em đã biết cô muốn nói đến thành phố nào chưa? À, chắc chắn các em đã đoán được cô muốn nói đến thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy bài học hôm nay cô hướng dẫn cho các em đó là bài Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ các em hãy nhìn lược đồ và xác định thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ cho cô. Bạn nào tin mắt 1 phút cho cô câu trả lời vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ nha. Rồi, ai phát hiện ra vị trí thành phố Hồ Chí Minh nào cho cô câu đáp án đi. Đây, vị trí của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước. Các em mở sách giáo khoa trang 127 và đọc nội dung phần 1 thành phố lớn nhất cả nước. Các em đọc nội dung tìm hiểu và trả lời cho cô 3 câu hỏi. Thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào? Thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu tuổi? Và thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác từ năm nào? Cô cho các em 5 phút tìm hiểu nội dung cho cô câu trả lời của 3 câu hỏi này. Rồi, bây giờ con có câu trả lời nào? Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào các em? À, đáp án của chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu tuổi các em? Các bạn tìm hiểu nội dung rồi và kết quả là thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 300 năm tuổi. Thành phố được mang tên Bác từ năm nào? Các em đọc nội dung rồi, có câu trả lời cho cô. Đó là thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác từ năm 1976. Rồi, cô hỏi thêm ha. Ngoài tên là thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố này còn có tên gọi nào khác không? Các em suy nghĩ cho cô câu trả lời nha.
Đáp án của chúng ta là trước thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì thành phố có tên là Gia Định. Trong thời kỳ chống Mỹ thì thành phố có tên là Sài Gòn. Vậy chúng ta rút ra được kết luận là thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử hơn 300 năm, trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Sài Gòn, Gia Định. Từ năm 1976, thành phố được mang tên là thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ các em hãy quan sát lược đồ thành phố Hồ Chí Minh và trả lời hai câu hỏi sau. Thứ nhất, tìm vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào? Bây giờ câu thứ nhất, tìm vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Các em mở sách trang 127, các em có thể dùng bút dạ quang hoặc bút màu tô đậm lên cái phần vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh nha. Cô cho các em 2 phút thực hiện. Rồi, các bạn làm trong sách rồi, bây giờ so với kết quả của cô nha. Đây là vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh đó các em. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào. Bây giờ các em sẽ dùng bút bút màu đi, khoanh tròn những tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh ha. Các em khoanh tròn trực tiếp vào lược đồ trong sách của mình. Cô cho các em 2 phút thực hiện. Hết thời gian rồi, các em so sánh với kết quả của cô nha. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh nào các em? À, có 6 tỉnh. Thứ nhất đó là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục chúng ta quan sát lược đồ thành phố Hồ Chí Minh và cho cô biết từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào? 2 phút suy nghĩ và cho cô câu trả lời. Kết quả của chúng ta như sau. Từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông là đường ô tô, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Bây giờ các em mở sách giáo khoa trang 128. Có bảng số liệu về diện tích và số dân của 5 thành phố lớn: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Các em dùng bút chì đánh theo thứ tự từ lớn đến bé diện tích của 5 thành phố này và số dân của 5 thành phố này từ lớn đến bé. Các em dùng bút chì đánh dấu trực tiếp vào sách của mình, đánh số thứ tự từ lớn đến bé. Bây giờ cô cho các em 5 phút bắt đầu thực hiện. Rồi, bây giờ các em cho cô câu trả lời ha. Các em hãy so sánh kết quả của các em và bảng số đánh kết quả số liệu của cô này ha. Rồi, từ bảng số liệu trên chúng ta sẽ rút ra được kết luận là gì các em? À, chúng ta rút được kết luận là thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có diện tích và số dân đông nhất cả nước.
Như là vậy chúng ta rút ra được kết luận của phần thứ nhất. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông Sài Gòn, có lịch sử trên 300 năm, là thành phố có diện tích và số dân đông nhất cả nước. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần thứ hai. Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn. Rồi, các em mở sách giáo khoa trang 128-129, đọc nội dung thứ hai. Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn. Chúng ta đọc nội dung sách trang 128-129 để trả lời được hai câu hỏi: tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, và tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa khoa học lớn. Đầu tiên, câu thứ nhất, tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước? Chúng ta sẽ tìm hiểu các ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh minh họa một số ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh như ngành dệt may, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành điện, ngành cơ khí, ngành điện tử. Đây là hình ảnh về dây chuyền lắp ráp tivi. Ngành dệt, đây là hình ảnh về phân xưởng dệt. Vậy các ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh như điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, v.v. Hoạt động thương mại của thành phố Hồ Chí Minh rất phát triển với nhiều chợ, siêu thị lớn, trung tâm thương mại, sân bay quốc tế và cảng biển. Đây là hình ảnh minh họa một số khu chợ và những hình ảnh về các trường đại học, những nơi trung tâm văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là chợ Bến Thành. Đây là một ngôi chợ nổi tiếng. Hoạt động mua bán ở đây diễn ra tấp nập, nhộn nhịp với nhiều sản phẩm được khách trong nước và khách du lịch tới đây mua sắm. Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều hệ thống siêu thị lớn nhỏ khác nhau để phục vụ cho người dân ở thành phố, ví dụ như Co.op Mart, Co.op Food hay là Lotte Mart, là Big C, vân vân. Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều trung tâm thương mại, siêu thị điện máy như là Điện Máy Xanh, là siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Ở đây có rất nhiều sản phẩm về điện máy phục vụ cho người dân. Ở thành phố Hồ Chí Minh có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là sân bay quốc tế lớn nhất ở Việt Nam. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là đầu mối giao thông quan trọng của cả miền Nam. Vậy chúng ta rút ra được kết luận. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước vì có các ngành công nghiệp, điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may. Có chợ siêu thị như chợ Bến Thành, siêu thị Metro, chợ Bà Chiểu, chợ Tân Bình. Có cảng biển như cảng Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất làm đầu mối giao thông. Câu hỏi thứ hai chúng ta cần tìm hiểu, tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa khoa học lớn? Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, các khu vui chơi giải trí. Cô giới thiệu một số hình ảnh điển hình. Đây là hình ảnh về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nằm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là nơi bảo tồn và trưng bày những hiện vật quý được sưu tầm trong nước và ngoài nước. Đây là hình ảnh về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực.
Đây là hình ảnh về nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hát nằm ở quận 1, được xem là nhà hát trung tâm đa năng, chuyên tổ chức biểu diễn sân khấu nghệ thuật và tổ chức những sự kiện lớn. Đây là hình ảnh về bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình ảnh về nhà thờ Đức Bà. Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc độc đáo ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là điểm đến của khách du lịch trong nước và ngoài nước. À, đây một địa điểm rất quen thuộc với các bạn nhỏ đây. Đây là công viên nước Đầm Sen. Đây là một khu vui chơi giải trí rất quen thuộc, với rất nhiều trò chơi hấp dẫn, thú vị. À, các em có nhận ra ở đây là đâu không? Đây là hình ảnh về biển Tiên Đồng của khu du lịch Suối Tiên. Khu du lịch Suối Tiên, đây là một khu vui chơi giải trí liên hiệp được thiết kế lồng ghép vào các hình ảnh lịch sử và truyền thuyết Việt Nam như là Lạc Long Quân, Âu Cơ, Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, vân vân. Từ những điều chúng ta tìm hiểu, chúng ta có thể rút ra kết luận. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, khoa học lớn vì thứ nhất, có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, có nhiều viện bảo tàng, có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí. Vậy, chúng ta rút ra được kết luận cho những điều chúng ta vừa tìm hiểu ở phần 2. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế vì thành phố Hồ Chí Minh có trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Các ngành công nghiệp của thành phố rất đa dạng: điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, có nhiều chợ và siêu thị lớn, có sân bay quốc tế và cảng biển lớn nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, khoa học vì có nhiều viện bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, có nhiều trường đại học và viện nghiên cứu, có nhiều khu vui chơi giải trí, là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch. Chúng ta rút ra được bài học hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông Sài Gòn. Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Các em cần học thuộc phần ghi nhớ này nha. Bây giờ để thư giãn một tí, các em cùng cô chơi một trò chơi nhỏ ha. Trò chơi có tên là Ai nhớ nhất. Các em hãy chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng trong mỗi câu sau. Thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào? A. Sông Hồng. B. Sông Cửu Long. C. Sông Sài Gòn. 1 phút suy nghĩ cho cô câu trả lời. Đáp án của chúng ta là đáp án C, sông Sài Gòn. Câu tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu tuổi? A. Trên 200 tuổi. B. Trên 100 tuổi. C. Trên 300 tuổi. 1 phút suy nghĩ cho cô đáp án đúng nha. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Trên 300 tuổi. Tiếp theo, thành phố Hồ được mang tên Bác từ năm nào? A. Năm 1974.
B năm 1975, C năm 1976. 1 phút suy nghĩ, trả lời cho cô nhé. Đáp án chúng ta chọn chính là đáp án C, năm 1976. Và câu cuối cùng, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có A, dân số đông nhất nước, B, diện tích lớn nhất nước, C, cả A và B đều đúng. Suy nghĩ 1 phút cho cô đáp án nha. Đáp án chúng ta chọn chính là đáp án C, cả A và B đều đúng. Như vậy, nãy giờ các con đã cùng cô tìm hiểu về thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chúng ta đang sinh sống. Các con tiếp tục về tìm hiểu những điều tốt đẹp về thành phố Hồ Chí Minh và sau này kể cho cô nghe nhé. Và không quên học thuộc phần ghi nhớ của bài. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chào các con.